Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một loại keo giúp hồi phục những chi tiết bị gãy hoặc bể trên chiếc xe đạp của mình như là yên xe, vè, tay thắng, tay bấm, cùi đề, vân vân, bằng nhựa và kể cả bằng kim loại. Đó là sử dụng keo AB. Các bạn có thể ứng dụng loại keo này để dán bất kỳ vật dụng gì, kể cả thủy tinh, sắt, thép, gỗ, nhựa, vân vân. Hỗn hợp keo có bán tại các tiệm dụng cụ sửa chữa, giá vào khoảng 20 cho đến 30 ngàn, bao gồm 2 tuýp hóa chất màu đen và màu trắng. Bạn cho trộn lẫn 2 hợp chất này với nhau theo tỷ lệ 1:1, sau đó dán và cố định chi tiết bị gãy. Keo khô rất nhanh, khoảng 5 đến 10 phút và đông cứng hoàn toàn trong khoảng 45 phút. Keo AB sẽ tạo thành một lớp nhựa rất cứng, cứng như thép. Nó không chỉ có công dụng dán mà còn chám các chi tiết bị bể hoặc nứt. Nếu có chi tiết nào có thể tái sử dụng bằng keo hoặc chỉ bị nứt gãy nhỏ, bạn có thể cân nhắc dùng keo AB để khôi phục. Trong video này mình dùng keo AB để lấp đầy phần nhựa bị bể của yên xe, kết quả hồi phục rất tốt. Lưu ý, cẩn thận đừng để keo dính vào tay. Nếu keo dính vào da tay, bạn có thể dùng giấm hoặc acetone để tẩy ra. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký channel Việt Rider nhé.